Hello tất cả mọi người, mình là Huy, mình sinh năm 2K1 và hiện tại mình đang là học viên tại SAP. Mình là cựu sinh viên trường đại học ngoại thương và hiện tại mình đang làm phân tích đầu tư tại công ty chứng khoán Thành Công. Thì hôm nay có một cái buổi sharing với SAP về cái quá trình học CFA của mình. Thì hy vọng rằng đó là những cái sharing có thể có mang cái giá trị tham khảo đến cho tất cả những cái bạn mà đang theo đuổi học CFA. Thì chắc chắn là những cái ngày cuối cùng đối với ai chắc cũng là rất là hồi hộp rồi. Và khi mà nhận được cái kết quả pass thì rất là hạnh phúc và vỡ òa. Và sau đó thì mình còn thấy là mình có một chút ngầu ngầu nữa, bởi vì mình được pass trong top 10%. Thì có lẽ là mình lúc đó mình cảm thấy là có lẽ là cái ngành này hợp cả với mình rồi đó. Thì rất là vui. Thì mình thấy là level 1 mình có một chút bất ngờ hơn, bởi vì lúc đó mình chuẩn bị không có kỹ. Và lúc mà mình nhớ là đâu đó 2 tuần trước khi thi mà mình làm bài mock được có 50-60%, mình rất là run. Thì có vẻ là vậy. Còn lần 2 thì mình có một sự chuẩn bị kỹ hơn và một cái chiến lược ôn bài nó chắc chắn hơn. Mình nghĩ chắc chắn là có rồi. Và kể cả khi mà bạn theo đuổi CFA thôi thì đó cũng là một cái lợi thế cạnh tranh của bạn so với những cái gọi là những cái ứng viên khác. Bởi vì thứ nhất là nó cho mình một cái sự tập trung rất cao về mặt chuyên môn về tài chính. Thì giống như mình học đại học thì mình còn phải học một số môn ngoài lề khác như Mác Lênin hay những cái môn đó, thì nó sẽ không có cái sự tập trung vào chuyên môn. Và cái thứ hai là mình nghĩ là nó thể hiện cái sự commit của bạn đối với cái ngành nghề này, với ngành nghề đầu tư này. Thì mình nghĩ đó là một cái vừa là về mặt chuyên môn và vừa tạo một cái sự ấn tượng nhất định đối với nhà tuyển dụng. Thì cái việc này nó làm mình nhớ đến một cái giai đoạn, một cái kỷ niệm vào khoảng lớp 11, 12 của mình. Thì khi đó là mình có một cái chú hàng xóm có một cái công ty. Thì chú có mời một cái team về để như tái cấu trúc hoặc là advisory gì đó về doanh nghiệp. Và chú nói mẹ mình là mời team đó về có mấy ngày thôi mà phải mất 100 mấy 200 triệu. Cái lúc đó mình cũng bắt đầu nghĩ là sao cái ngành đó là cái ngành mình không muốn học tài chính mà sao cái học cái gì ra mà lương kinh thế. Cái lúc đó thì chú mới gửi, cái anh đó mới gửi cho mình cái Gmail về cái chứng chỉ đó, nhưng mà thật sự mình cũng chưa thật sự hiểu và định nghĩa nó là cái gì. Mà mình thật sự biết về CFA vào năm 2 đại học, khi mà những cái người bạn của mình họ cho những cái câu lạc bộ về chứng khoán đầu tư và bắt đầu có một mình bắt đầu nghe người ta nói về CFA nhiều hơn, và có những cái người bạn mình đi học, và sau đó mình mới tìm hiểu và mình mới bắt đầu hành trình theo đuổi CFA của mình. Rất là may mắn khi mà mình năm 3 mình biết là mình rất là thích chứng khoán, rất là thích cổ phiếu, và mình nghĩ rằng là để làm về đầu tư, về làm về chứng khoán thì có vẻ như CFA là một cái chứng chỉ mà phù hợp nhất với bản thân mình. Thì đó là lý do mà mình lúc đó là mình rất là commit với CFA và mình đã tiếp tục theo đuổi nó đến tận bây giờ. Thì mình nghĩ là chắc chắn là có rồi đó. Tại vì nội dung của level 1 thì nó có một cái nét tương đồng rất là lớn so với những cái gì mà bạn học ở đại học, đặc biệt là những cái chuyên ngành liên quan đến tài chính. Vì vậy nên là cá nhân mình và cũng như là mình nhìn xung quanh á, mình thấy là những cái người mà thứ nhất là trẻ nè, thứ hai là có chuyên môn mà có background về tài chính á, họ theo học sẽ rất là nhanh. Trong khi đó là nó sẽ có một chút khó khăn đối với một số anh chị hoặc là số những cái người đã đi làm rồi hoặc đã làm trong những cái lĩnh vực khác và muốn nhảy qua tài chính. Thì cái đó là cái quan sát cá nhân của mình. Mình nghĩ là nó hỗ trợ rất là nhiều mình trong cái quá trình mà mình làm việc và công tác tại công ty. Bởi vì mình là làm rất là gần gũi với phân tích về những cái cổ phiếu và những cái doanh nghiệp. Chính vì vậy là những cái kỹ năng liên quan đến ví dụ như là đọc báo cáo tài chính của môn FRA này, hay là những cái việc mà phát hành hay là liên quan đến trading về cổ phiếu hay là những cái game bán vốn vân vân, thì cái đó là môn equity nó cũng sẽ hỗ trợ mình rất nhiều. Ngoài ra thì mình cũng có support về mặt danh mục, thì nó có là môn PM và môn QA. Trong khi đó thì mình nghĩ là những cái môn còn lại thì nó chỉ giúp mình cho mình tổng quan hơn về cái thị trường tài chính, thì cái điều đó nó cũng là một cái điểm support rất là lớn với mình. Thì mình sẽ share về cái phương pháp mà mình ôm CFA level 2. Thì mình nghĩ nó cũng không phải là kim chỉ nam đâu, mà mỗi cá nhân cũng cần có một cái phương pháp mà modify lại, điều chỉnh lại cho phù hợp với mình. Thì đầu tiên là về yếu tố thời gian. Thì mình bắt đầu ôm CFA từ đâu đó cuối tháng 10 năm 2023 và bắt đầu tham gia cái kỳ thi này vào tháng 5 năm 2024. Thì mình có đâu đó khoảng 7 tháng. Thì trong khoảng thời gian này thì mình nghĩ là mình có thể chia ra hai cái phase, hai cái giai đoạn. Đầu tiên là hơn 3 tháng đầu thì mình học khá là chill và mình cân bằng, không phải là chill mà là mình cân bằng giữa việc học, công việc và giống như là cái việc mình cuộc sống cá nhân của mình đi. Tuy nhiên thì ở trong 3 tháng cuối thì mình dành nhiều thời gian, rất là nhiều cho nó, gần như là full time luôn á. Không phải full time mà là những cái thời gian rảnh của mình là mình sẽ dành hết cho CFA. Thì lúc đó thì mình bắt đầu không tham gia những cái hoạt động, ví dụ thể thao mình cũng không đi nữa, hay là gọi là đi chơi với bạn bè các thứ thì mình cũng dẹp qua một bên một thời gian, và mình dành gần như là sau giờ làm và cũng như là cuối tuần hết cho CFA ở trong 3 tháng cuối. Thứ hai là mình nói về yếu tố tài liệu học tập đi. Thì cái này thì mình cũng
gần như chủ yếu là dùng những cái tài liệu mà SAP cung cấp, cũng như là những cái tài liệu mà có sẵn mà ai cũng có thể tiếp cận được. Và cái thứ hai là mình làm những cái practice question ở trên website của CFA, cũng như là mock test ở trên đó. Thì mình nghĩ là về tài liệu mình cũng không có gì đó quá đặc biệt. Tuy nhiên thì ví dụ mình xin một số cái đề của những bên khác đi, thì mình sẽ không có làm, nhưng mà thay vào đó mình sẽ đọc những cái câu khó để nó giúp cho mình nắm bắt được những cái câu khó và những cái ngóc ngách ở trong cái đề thi. Và cuối cùng là mình nghĩ là về phương pháp thì mình nghĩ có hai cái mà cá nhân mình tâm đắc nhất, đó chính là đầu tiên là cái mind map và cái mini map. Thì mình đã bắt đầu làm mini map từ ngay khi mà mình bắt đầu học rồi. Có nghĩa là trong cái lúc mà mình ngồi học trong lớp là mình cũng đã, song song với việc ngồi nghe giảng thì mình cũng làm cái mind map trực tiếp ở trên đó. Sau đó thì về nhà sau những cái giờ làm, giờ học thì mình ngồi mình sửa lại và mình điều chỉnh lại cho nó đẹp và nó dễ nhớ, và giống như là thông tin nó chắc lọc lại. Thì mình nghĩ là cái này nó giúp cho bạn hệ thống kiến thức cực kỳ tốt luôn á. Có nghĩa là mình thấy là cái này nó giúp mình ở một chỗ là khi mà mình làm practice á, hay là mình làm mock test á, có những câu mình không biết đáp án, tuy nhiên là mình biết là nó nằm ở đâu. Có nghĩa là nó giúp bạn, có nghĩa là có một cái nhìn top down về cái từng môn học, từng cái module. Và cái thứ hai là mình nghĩ nó cũng khá hay, đó chính là cái mini map. Có nghĩa là đâu đó khoảng hơn 1 tháng đến 2 tháng cuối cùng là mình ngồi mình làm, có nghĩa là mình tự lấy giấy, cái mind map kia là mình làm trên laptop, còn cái mini map thì mình lấy một cái tờ giấy A4 ra, và mỗi một môn mình phải nói chung là viết những cái gì trọng yếu nhất mà chỉ trong bằng một mặt A4 thôi. Có nghĩa là một cái cuốn sách 500 trang mà bạn phải cố gắng tóm tắt làm sao chỉ trong một mặt A4. Thì cái này mình nghĩ nó support mình rất nhiều trong cái việc mà cái giúp mình có một cái lối mòn và cái tính hệ thống ở trong từng môn. Bởi vì ví dụ như trong giờ làm bạn không thể nào mà học được các thứ, thì mình lướt qua cái đó nó cho mình rất là nắm những cái công thức rất là trọng yếu hay là những cái nội dung rất là trọng yếu. Và cái thứ hai nữa mình nghĩ đó chính là bạn nên có một cái nhóm bạn bè cùng nhau ôn bài chung. Mình cũng có một cái nhóm và những cái bạn đó cũng đang học ở SAP. Thì nhóm cỡ 5 người. Thì thật ra thì tụi mình chưa bao giờ có một cái buổi nào mà đi ra cà phê các thứ học chung với nhau. Tuy nhiên thì những cái tài liệu hay nè, hay là những cái câu hỏi khó thì tất cả mọi người đều share lên trong cái group Zalo đó. Thì mình thấy nó hay ở một chỗ là sao nhỉ? Có nghĩa là ví dụ như khi mà bạn học, bạn sẽ nắm cái tính hệ thống rất là cao. Tuy nhiên thì mọi người biết là trong cái đề CFA hỏi rất là tricky. Có nghĩa là cứ lấy cái ngóc này ra, lấy ngóc ngách kia ra hỏi. Thì nếu mà một mình bạn làm rất nhiều câu hỏi mới ra được những câu khó đó. Nhưng mà trong khi mà có cái group đó rồi, thì một người làm được nhưng mà 5 người cùng biết, thì cái tốc độ mà bạn tìm được những cái câu hỏi khó hay là những cái câu hỏi tricky nó nhân lên rất là nhiều lần. Và mình thấy là cái việc mà có một cái nhóm ôn đúng phương pháp như vậy nó hỗ trợ mình rất là nhiều. Thì như mình nói là giai đoạn đầu mình gần như là mình nghĩ là 70-80% là mình dùng những cái tài liệu slide của SAP và bổ sung thêm là ví dụ có những cái đoạn nào khó thì mình mới dùng query để mình đọc kỹ về cái module đó để mình hiểu nó từ bản chất. Và sau đó thì từ cái kiến thức ở trong cái slide đó mình tổng hợp thành cái mind map của mình. Và từ đó trong giai đoạn cuối thì mình tập trung mình xem mind map nhiều hơn. Mind map kết hợp với query ở giai đoạn cuối. Trong cái quá trình ôn CFA thì mình nghĩ có hai cái khó khăn lớn nhất với mình. Đầu tiên phải nói là cái thời gian ôn thi rất là gấp. Bởi vì mình vừa đi học đi làm nên mình thấy là hơn 6 tháng đó ôn là hơi rush đối với mình. Và cái vấn đề thứ hai là mình nghĩ rằng là cái việc mà duy trì cái việc ôn rất là căng thẳng như vậy thì nó làm cho mình vì ảnh hưởng về mặt tinh thần và sức khỏe cũng tương đối. Thì đối với cái vấn đề thời gian đầu tiên á, thì giống như mình nói là ở giai đoạn hơn 3 tháng cuối thì mình tập trung hoàn toàn cho nó. Có nghĩa là kể cả mình tối ưu những cái ngay cả những cái ngày mình đi làm nữa, chưa kể những cái ngày cuối tuần. Thì buổi sáng mình tới công ty sớm hơn một tiếng để mình ôn, thì mình thấy là buổi sáng tinh thần và sự tập trung của mình rất là cao. Thì mình dành thời gian đó để học những cái môn nào mà nó khó và rất là cần nhiều chất xám để suy nghĩ á. Trong khi đó buổi trưa mình cũng sẽ dành nửa tiếng trước khi đi ngủ. Và buổi tối sau giờ làm thì mình cũng dành đâu đó khoảng 3 tiếng mỗi ngày để ôn. Thì lúc đó khi mà cơ thể đã mệt rồi thì mình chủ yếu tập trung ôn những cái môn nào mà mình nghĩ nó dễ nhằn hơn với mình. Và cái vấn đề thứ hai là vấn đề về mặt cái thói quen sinh hoạt nó không có được lành mạnh á. Nó khiến cho nhiều lúc mình cảm giác hơi hơi kiệt sức, kiểu mệt mệt. Thì mình nghĩ rằng là lúc thật ra mình cá nhân mình cảm nhận thì mình là một người có sức khỏe tương đối tốt. Tuy nhiên thì khi mà trong cái quá trình ôn như vậy mà nó cũng làm cho mình rất là mệt. Nên là mình nghĩ là các bạn khi mà ôn thi cũng cần có một cái chiến lược về mặt sức khỏe đủ tốt. Có nghĩa là ăn uống đầy đủ nè, ngủ nghỉ đầy đủ nè. Cũng như là uống, thậm chí là uống những cái thực phẩm bổ sung để cho cơ thể mình luôn duy trì ở trong một cái trạng thái khỏe mạnh nhất để có thể chiến đấu với CFA. Thì mình nghĩ rằng là giai đoạn level 2 thì mình dành nhiều thời gian để tự học hơn. Bởi vì mình thấy là thứ nhất là kiến thức nó khó hơn rất là nhiều.
bởi vì nó tập trung vô chuyên môn nhiều hơn, trong khi đó level 1 thì nó mang tính bao quát nhiều hơn. Và cái thứ hai là level 2 thì mình nói chung là những cái người mà học chung, những cái bạn đồng đội mà học chung với mình á, thì cũng đã có công việc riêng rồi, có nghĩa là không thể nào mà tụ họp để cùng nhau học chung các thứ được, thì lúc đó thì phải tự học thôi. Thì lúc đó cái tinh thần tự học nó phải nhiều hơn nữa. Trong khi đó thì hồi level 1 thì mình cũng có một cái team, thì có nghĩa là mọi người có thể dành thời gian với nhau và cũng như là push nhau học nhiều hơn. Chính vì vậy nên mình nghĩ là mình dành khá là nhiều thời gian tự học trong khi mà ôn thi level 2. Mình thấy là level 2 kiếm nhiều thời gian trong cái quá trình thi hơn rất là nhiều luôn. Tại vì cá nhân mình và rất là nhiều bạn khác là thi level 1, thậm chí là chỉ mất, có nhiều bạn ấy mất còn chưa tới nửa thời gian đã đi thấy đi ra về rồi. Mình thì nhiều hơn, mình chắc phải quanh 70-80% thời gian. Trong khi đó thì level 2 thì với cá nhân mình là mình phải dành gần như là hết giờ luôn á, có nghĩa là khi mình nộp bài là chỉ còn dư cỡ 5-10 phút thôi. Thì mình nghĩ là tại vì level 2 nó cần sự tính toán nhiều hơn rất là nhiều, mặc cho cái lượng câu hỏi nó chỉ bằng gần một nửa so với level 1 thôi. Trong khi đó level 1 thì mình thấy là câu hỏi nó khá là ngắn gọn, không có đoạn văn gì hết mà chỉ có là rất là trực tiếp vào câu hỏi luôn. Còn về cái tip thi á, thì ở level 2 này thì mình có học hỏi được từ anh sếp mình, thì anh cũng là CFA Charter Holder, thì anh có xem một cái tip mà mình áp dụng mình thấy khá là hiệu quả. Thì cái chiến lược mà khi mà bạn vô phòng thi làm bài á, thì đầu tiên á, bạn hãy làm những cái môn nào mà là thế mạnh của bạn và pass qua những cái môn còn lại hết, cũng như là thứ hai là những cái câu khó á, các bạn muốn chừa qua một bên và làm cuối cùng. Thì sau khi các bạn làm hết một cái vòng đó rồi thì hãy nếu mà xong khoảng 2 phần 3, mình thì xong khoảng 2 phần 3 thời gian thì mình đã xong hết một cái lượt câu hỏi rồi, thì mình sẽ đi xin đi ra ngoài đi vệ sinh. Và khi đó là nó giúp cho cái đầu mình thoáng rất là nhiều. Và sau khi mà mình quay trở lại á, những cái câu khó mà mình chưa làm được á, tự nhiên đâu ra nó ra idea. Thì nó giúp cho mình giải quyết những cái câu đó, và thậm chí là cuối cùng khi mà trước khi nộp bài mình double check lại á, nhiều lúc nó cũng giúp mình phát hiện ra những cái câu mà mình làm sai ở cái lượt đầu. Thì mình thấy cái tip này khá là hay và các bạn có thể áp dụng ở trong khi mà các bạn tham gia kỳ thi. Thì mình nghĩ là mình đã xem một số cái clip review của một số bạn đã thi CFA ở bên mình ở trên YouTube rồi, thì mình nghĩ lời khuyên của mình chắc cũng không có khác biệt gì so với những bạn đó. Có nghĩa là nếu mà các bạn muốn cách để không nhớ công thức thì chỉ có một cách thôi là hiểu nó. Có nghĩa là khi bạn hiểu rồi thì bản chất bạn không cần nhớ nữa. Thì mình cũng áp dụng như vậy cho cái việc ôn thi của mình. Thì những cái công thức lớn và những cái công thức trọng yếu á, mình phải cố gắng mình hiểu cái bản chất của nó. Sau đó thì những cái có một số cái công thức rìa hoặc là công thức mở rộng á, thì khi đó có thể bạn không 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 có hiểu nó thì bạn có thể học thuộc được, mình cũng áp dụng như vậy. Nhưng mà với những cái phần chính, với những cái module chính thì mình nghĩ là các bạn nên hiểu nó. Ví dụ như là ví dụ các bạn khi mà định giá những cái ví dụ những cái trái phiếu có quyền mua lại hay trái phiếu có quyền mua lại hoặc bán đi đi, thì các bạn cũng phải hiểu là bản chất tại sao là lấy giá này chiết khấu về dòng tiền này vân vân. Thì từ đó nó ra công thức, thì bản chất là các bạn đã không cần phải nhớ rồi. Thì cái đó là cái tip của mình. Mình nghĩ với mình đó là sự bền bỉ. Ở đây có sự bền bỉ về mặt tinh thần và bền bỉ về mặt thể chất. Thì về mặt tinh thần là các bạn phải có một cái tinh thần rất là kiên nhẫn, cũng như là cái tinh thần tự học cao. Bởi vì các bạn biết là nếu mà các bạn theo đuổi 3 level của CFA á, là bạn phải mất đâu đó khoảng trung bình mình thấy thống kê của CFA là từ 3 đến 5 năm. Thì chứng tỏ là các bạn phải có một cái sự kiên trì và rất là commit với nó trong vòng cái khoảng thời gian đó. Và cái vấn đề thứ hai là để có thể commit được về mặt tinh thần thì các bạn cũng phải có một cái thể chất đủ tốt. Thì mình nghĩ là các bạn phải có một cái plan, một cái kế hoạch về mặt sức khỏe đủ tốt để có thể theo đuổi nó. Với mình thì mình vẫn duy trì cái hoạt động thể thao, cũng như là mình cũng khá là tập trung vào cái việc ăn uống của mình để mình có thể duy trì được một cái sức khỏe để theo đuổi nó. Thì mình nghĩ cái bền bỉ là cái có vẻ là trọng yếu nhất luôn á. Bởi vì mình nghĩ là kiến thức mặc dù khó đi, nhưng mà đối với những cái bạn mà đã theo học ngành tài chính từ đầu á, có nghĩa là các bạn theo đi học đại học liên quan đến tài chính á, thì mình nghĩ kiến thức nó khó nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể tiếp thu được nếu mà các bạn có một cái khoảng thời gian nghiên cứu đủ sâu và đủ lâu. Trong khi đó thì mình nghĩ là nếu mà nói về độ khó kiến thức á, nó sẽ khó hơn dành cho những cái người mà chuyển ngành, có nghĩa là bởi vì những cái đó là những cái khái niệm mới và họ cần phải bắt đầu lại từ đầu, chính vì vậy nó sẽ khó hơn. Thì cái đó là cái suy nghĩ của mình. Còn nói là một cái lời khuyên cho những bạn mà đang theo đuổi CFA, thì mình nghĩ rằng là nếu các bạn muốn làm trong ngành đầu tư và tài chính thì mình nghĩ là rất là nên theo đuổi học CFA, bởi vì nó là một cái tiêu chuẩn vàng rồi, và thứ hai là nó cung cấp cho bạn một cái kiến thức cực kỳ là vững chắc. Tuy nhiên thì mình cũng cái này là cá nhân của mình thôi, thì mình nghĩ là
những cái em đi, thì mình nghĩ là những cái người mà em còn đi học ở đại học, thì mình nghĩ là song song với việc mà các em học CPA thì mình nghĩ là cần có những cái khoảng thời gian để các bạn đi tích lũy những cái kinh nghiệm thực tế nữa. Tại vì mình thấy là cái nhà tuyển dụng đó, họ sẽ đánh giá dựa trên hai yếu tố, có nghĩa là kiến thức bạn và cũng như là cái việc mà bạn áp dụng kiến thức đó vô trong cái công việc như thế nào. Bởi vì mình thấy là có thể là nhà tuyển dụng họ sẽ không có thích cái việc mà phải train lại từ đầu, mà thay vào đó họ sẽ thích một cái người mà có kinh nghiệm đi làm rồi và có thể giúp họ giải quyết tình huống ngay lập tức. Thì cái đó là cái lời khuyên cho mình cho những cái người mà những cái em đi, còn những cái người mà đi trước mình rồi thì mình cũng không có dám khuyên gì hết. Cảm ơn. Mình nghĩ là thật ra là lý do mình chọn CFA tại vì thứ nhất là mình đã tìm hiểu kỹ về nó nhiều hơn và mình thấy là nó phù hợp với cái hướng đi của mình. Và tại vì mỗi một cái chứng chỉ tài chính á, nó sẽ phù hợp hơn với một vị trí nào đó. Ví dụ ACCA thì các bạn sẽ thiên về làm tài chính doanh nghiệp nhiều hơn, CFA thì các bạn đi làm về đầu tư tài chính, hay là những cái FRM là về quản trị rủi ro thì ví dụ bạn thích làm trong ngân hàng các thứ và build những cái model quản trị rủi ro chẳng hạn.